Lời tiên tri nổi tiếng Grigory Kvasa, 9 dự đoán cho năm 2024. Liệu thế giới có thực sự thay đổi mạnh mẽ trong tương lai? 9 lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng người Nga Grigory Kvasa tiết lộ những biến đổi lớn của thế giới. Một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc sẽ xảy ra, đặc biệt ảnh hưởng đến các nước đang phát triển. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn như Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dự đoán của ông về sự mất giá của đồng đô la và sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng gợi ý về một trạng thái tiềm ẩn toàn cầu dựa trên sự yếu kém của nền tảng kinh tế. Tương lai thế giới sẽ như thế nào theo dự đoán của Kvasa? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sự sụp đổ kinh tế sẽ xảy ra trên diện rộng. Các sự kiện thời tiết cực đoan sẽ ngày càng trở nên thường xuyên. Sự hỗn loạn toàn cầu cũng sẽ lan rộng theo. Những dự đoán của các nhân vật nhà tiên tri luôn kích thích sự tò mò không thể kiềm chế của công chúng. Tuy nhiên, việc công chúng nghĩ gì về họ thì vẫn luôn là một dấu hỏi lớn. Một nhà tiên tri nổi tiếng Nga, Grigory Kvasa, với tư cách là một nhà tiên tri và lý thuyết gia của Nga, đã đưa ra 9 dự đoán về tương lai thế giới. Về lý thuyết, Kvasa đã thành công trong việc xây dựng lý thuyết và cấu trúc lịch sử hệ thống các chòm sao. Với sự trợ giúp từ những lý thuyết này, ông đã đưa ra nhiều dự đoán và đề xuất về tương lai. Dự đoán của ông chủ yếu xuất phát từ khung lý thuyết độc đáo mà bản thân đã tìm ra, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và xã hội. Theo ông Kvasa, cấu trúc chính trị và kinh tế, những thảm họa cùng biến đổi toàn cầu đang sắp xảy ra. Thậm chí một số quốc gia còn có thể đối mặt với nguy cơ biến mất do thiên tai, khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội. Một dự đoán quan trọng của Kvasa là thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển mà còn có tác động sâu rộng đến các nền kinh tế lớn. Ông chỉ ra rằng đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá mạnh, có thể dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng lớn, hệ thống và doanh nghiệp. Kvasa nói thêm rằng đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của hầu hết những người lao động. Khi đó ở châu Âu sẽ trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế. Các quốc gia châu Âu sẽ phải đối mặt với những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự bất ổn xã hội và bất ổn chính trị. Thậm chí có thể dẫn đến việc một số quốc gia mất đi độc lập và cuối cùng bị các nước mạnh hơn thôn tính. Một dự đoán khác của Kvasa liên quan đến các thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra. Ông tin tưởng rằng một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong tương lai sẽ là một trận động đất xảy ra ở Nhật Bản, tiếp theo là Mỹ. Những thảm họa này sẽ dẫn đến sự tàn phá của nhiều thành phố lớn, cùng sự thương vong của rất nhiều dân cư. Kvasa dự đoán rằng các thảm họa thiên nhiên trong tương lai sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn. Điều này sẽ dẫn đến những biến đổi lớn trong khí hậu toàn cầu và hệ sinh thái. Dự đoán thứ ba của Kvasa là sự bất ổn xã hội trong tương lai sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn và các cuộc nổi dậy vũ trang. Mức độ tin tưởng của công chúng đối với chính phủ sẽ giảm xuống mức thấp nhất và sẽ có những kêu gọi cải cách. Sự bất ổn xã hội trên có thể dẫn đến việc thay đổi chế độ chính trị ở nhiều quốc gia. Trong các dự đoán của mình, Kvasa đặc biệt đề cập đến Nga. Ông dự đoán rằng Nga sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng cuối cùng vẫn sẽ trỗi dậy trở lại, trở về hàng ngũ các cường quốc chính trên thế giới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và chính trị, Nga vẫn có thể tìm ra con đường giải quyết để bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vĩ đại, quốc gia này phải vượt qua nhiều chướng ngại vật và khắc phục nhiều khó khăn. Dự đoán thứ tư của Kvasa là đế chế Atlantis huyền thoại sẽ có khả năng tái xuất hiện trên thế giới. Ông cho biết, cùng với những hoạt động địa chất mạnh mẽ, Atlantis chìm dưới đáy biển sẽ nổi lên và có khả năng trở thành quê hương mới của chúng ta. Sự kiện trên sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử trái đất. Chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới trên mảnh đất vừa được tái sinh này. Dự đoán thứ 5 của Kvasa là lĩnh vực tinh thần của thế giới sẽ trải qua những biến đổi lớn. Ông tin chắc rằng thế giới đang ở một điểm then chốt của sự thức tỉnh tinh thần. Chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm chân lý của cuộc sống.
Điều này có thể dẫn đến sự phục hưng tôn giáo, cũng như sự ra đời của những giáo lý tinh thần mới, giúp toàn thế giới vượt qua khó khăn và cuối cùng chào đón một tương lai tươi sáng. Theo ông Kavaza, nhiều sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai. Một trong số đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong tương lai không xa, nhân loại sẽ chào đón một cuộc chiến tinh thần chưa từng có, sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác. Lần lựa chọn này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến hướng đi tương lai của trái đất. Thời gian gần đây, tình hình bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, thiên tai xảy ra thường xuyên cùng với các thảm họa không ngừng xuất hiện trên toàn cầu, một phần đã xác thực lời tiên tri của Kavaza. Tình trạng bất ổn như đang gợi ý rằng thế giới của chúng ta đang tiến đến bờ vực của một cuộc biến đổi quy mô lớn. Vậy những lời tiên tri còn lại của ông là gì? Và liệu cả 9 dự đoán trên có thể xảy ra hay không? Lời tiên tri của nhà tiên tri Nga tiết lộ những biến đổi lớn của thế giới rằng tương lai sẽ xuất hiện công nghệ mới có thể thay thế năng lượng truyền thống. Điều này sẽ mở ra kỷ nguyên công nghệ thân thiện với môi trường. Mặc dù một số nội dung tiên đoán có thể không phải là điều tốt đẹp, nhưng ông Kavaza luôn tin tưởng rằng tương lai không hoàn toàn được định sẵn mà có thể thay đổi và nên được thay đổi một cách tích cực. Kavaza khuyến khích chúng ta cùng nhau tiến bước, ngăn chặn sự xảy ra của thảm họa, cùng nhau nỗ lực vì tương lai của trái đất, tạo ra một mái nhà hòa bình và hài hòa. Trong dự đoán thứ 6 của mình, ông Kavaza đã nói về sự ra đời của các công nghệ mới trong tương lai. Những công nghệ mới này sẽ mang lại những thay đổi to lớn cho thế giới. Con người sẽ tìm ra những nguồn năng lượng mới, thay thế cho dầu mỏ và than đá, thúc đẩy công nghệ bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu quả tác động xấu đến môi trường, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới của sự tiến bộ công nghệ phát triển bền vững. Dự đoán thứ 7 của Kavaza liên quan đến tương lai của Nga và Mỹ, bởi hai cường quốc sẽ trải qua những biến đổi lớn và những thử thách nghiêm trọng. Vai trò của hai cường quốc này trong các vấn đề toàn cầu trong tương lai là vô cùng quan trọng. Số phận của hai quốc gia cũng sẽ đan xen phức tạp với nhau. Đối mặt với nhiều thách thức, theo dự đoán của ông Kavaza, Nga sẽ trải qua một giai đoạn đầy thử thách, bao gồm khủng hoảng kinh tế và chính trị. Ông chỉ ra rằng, Nga sẽ phải đối mặt với các xung đột và thách thức cả trong nước lẫn quốc tế, thậm chí có thể đe dọa sự ổn định của quốc gia. Tuy nhiên, Kavaza tin tưởng rằng, Nga cuối cùng sẽ vượt qua những khó khăn này và trở lại hàng ngũ các cường quốc trên thế giới. Sự phục hưng của Nga sẽ xuất phát từ sự tự đổi mới trong nước và việc trở về với các giá trị truyền thống. Người dân sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn về tinh thần, theo đuổi sự đoàn kết. Điều này sẽ giúp đất nước đối phó với các mối đe dọa bên ngoài hay khó khăn bên trong. Kavaza cũng cho biết, Nga sẽ tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên phong phú của mình để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghệ, từ đó nâng cao mức sống của người dân và cải thiện vị thế quốc tế. Về phía Mỹ, ông Kavaza dự đoán, trong những năm tới, quốc gia này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng hơn. Với những vấn đề kinh tế ngày càng nổi bật và sự gia tăng bất ổn chính trị, xã hội Mỹ sẽ ngày càng phân cực. Những mâu thuẫn nội bộ này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên sân khấu quốc tế, thậm chí có thể xảy ra sự biến động của trật tự toàn cầu. Cuối cùng, ông Kavaza đề cập rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với thiên tai, đặc biệt là một trận động đất quy mô lớn. Trận động đất sẽ phá hủy thành phố lớn nhất của Mỹ và gây ra nhiều thương vong. Đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn thảm họa này, có thể sẽ dẫn đến sự di cư quy mô lớn, từ đó làm thay đổi đáng kể cơ cấu dân số của toàn quốc. Do đó, Mỹ cuối cùng phải tự suy ngẫm sâu sắc về các ưu tiên của mình, tìm kiếm con đường phục hồi và phát triển bền vững mới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhà trí thức người Nga Kavaza vẫn giữ thái độ lạc quan về triển vọng đổi mới của Mỹ. Ông tin tưởng rằng quốc gia vĩ đại này có sức mạnh kiên cường để đối phó với những thách thức mà làn sóng toàn cầu hóa mang lại. Chắc chắn sẽ có thể trỗi dậy và tìm ra động lực phát triển và sức sống mới. Ngoài ra, trong dự đoán tiếp theo, Kavaza cho rằng Mỹ sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ. Điều này sẽ thúc đẩy thêm sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và củng cố vị thế dẫn đầu của mình trên sân khấu toàn cầu. Trong quá trình ấy, động lực đổi mới mạnh mẽ của Mỹ và khả năng thích ứng với môi trường thế giới biến đổi sẽ đóng vai trò quan trọng. Cuối cùng, trong dự đoán thứ 9, ông Kavaza nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ là động lực chính của hy vọng và thay đổi. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự biến đổi lớn sắp tới, thúc đẩy sự hòa hợp và thịnh vượng của xã hội và trở thành lực lượng chủ đạo của sự thay đổi tích cực. Bạn có đồng ý với dự đoán về tương lai của nhà tiên tri trí thức người Nga Grigory Kavaza hay không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận.
Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.